Hàng xương xăm, cậu là hồn phách của anh ta bây giờ vô cùng xíu, chưa được vài ngày sẽ hồn bay phách tán. Đại nhân, lúc sáng chúng tôi đến, anh ta vẫn bình thường, có thể đối đáp lưu loát. Thì ra là vậy. Đêm nay không đưa anh ta đi, được rồi. Tôi dạy Yến sinh ra ngoài ăn khuya. Tôi có việc tìm anh. Đúng lúc tôi cũng có việc muốn tìm cậu. Năm phút sau. Time vào. Chúng ta phải đóng giả đến khi nào? Lần này cũng cho cậu tiền. Đây không phải vấn đề tiền đâu. Tu tu tiểu từ. Mẹ. Tu tu, sao sắc mặt là con không tốt vậy? Có phải ở chỗ nào không thoải mái không? Mẹ, cơ thể con không có gì không khỏe, mẹ yên tâm. Tiểu từ, con sao vậy? Con không sao. Mẹ, không còn sớm. Mẹ và ba nghỉ ngơi đi. Các con, có phải cãi nhau rồi không? Không có, sao bọn con lại cãi nhau? Cậu nói xem đúng không? Đúng. Không đúng. Hai cái các con như vậy đó không đúng. Nếu đã không có, vậy con hôn tu tu cho mẹ xem. À. Anh dám qua đây thử xem. Đừng động. Tiểu từ, tu tu. Kỳ quái. Mạng của bên khách sạn không tốt à? Sao không cử động rồi? Hết chuyện của cậu rồi, về ngủ đi. Ước định đã thành. Hàng hướng xong, tôi sẽ tự dẫn đi. Cảnh tiên sinh, giờ, ngày, tháng, năm sinh của anh là gì? Nửa đêm gọi điện thoại cho tôi chính là hỏi để hỏi cái này. Ngày 28 tháng Giêng năm 1998.
Nói nơi anh biết một thường thức. Chuyện sinh thần bát tự sau này đừng dễ dàng nói cho người ngoài. Yến tử tu. Phòng khách của anh có thiếu sót, đợi tôi bù đủ cho anh. Nếu anh bằng lòng giúp tôi đóng phim sau này, tôi cũng sẽ giúp anh trả thù. Ai mà muốn như vậy? Vật này tặng cho anh. Lần trước là đá, lần này là lá cây. Đúng là rác rưởi gì, đều lấy tới tặng người. Còn nửa đêm ấn chuông cửa, chính là để cho tôi cái này. Lá cây liễu này, anh luôn mang theo bên mình. Tuy không thể kéo dài tuổi thọ của anh quá lâu, nhưng cũng có thể bù đắp đôi chút. Tại sao cậu muốn tục mệnh cho tôi? Chúng ta vừa ly hôn, anh đã chết rồi. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy là tôi khắc anh. Thì ra, cậu là sợ danh tiếng không tốt, sau này không tiện tái giá. Tái giá, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Kiếp này tôi chỉ muốn tu hành sớm ngày trở thành vô thiện sư rời khỏi trần thế. Thử tu MV của Quý Thiên Hậu tung ra rồi, cậu nổi tiếng rồi. Đạo diễn có game show Cuộc Đời Thứ Hai cũng tới tìm cậu cứu nguy tạm thời. Chương trình này vô cùng nổi. Chỉ là đạo diễn này không cho phép nghệ sĩ dẫn theo quản lý và trợ lý, cho nên chỉ có thể tự cậu đi tự tu. Cậu có được không? Không vấn đề. Không có vấn đề gì á. Yến tử tu về nhất trốn tránh trách nhiệm. Đây là vấn đề lớn rồi.